Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Honda BRV Một mẫu xe MPV 7 chỗ tầm trung được nhập khẩu nguyên chiếc Hôm nay là những ngày giữa tháng 9 Chính sách bán hàng dành cho mẫu xe Honda BRV có sự thay đổi Và trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật chi tiết cho anh em Về những thay đổi đó của từng phiên bản Honda BRV Để anh em nào đang có nhu cầu quan tâm mẫu xe này anh em xem video có cơ sở để đưa ra những quyết định mua xe đúng thời điểm cho phù hợp và mời anh em cùng xem chi tiết Em xin phép giới thiệu qua đôi chút về những thông tin cơ bản của mẫu xe Honda BRV để anh em có thể nắm được. Mẫu xe Honda BRV có tất cả là hai phiên bản. Phiên bản thấp nhất đó là BRV bản G, phiên bản cao đó là BRV bản L. Và hai phiên bản này đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Trên thị trường, Honda BRV cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Suzuki KL7, Kia Carens, Hyundai Stargazer và một số những mẫu xe khác. Hiện tại bắt đầu từ tháng 9 cho đến hết tháng 11, bất lợi dành cho mẫu xe Honda BRV nói riêng và xe nhập khẩu nói chung, đó là chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ chỉ áp dụng cho xe lắp ráp thôi, còn xe nhập khẩu không được áp dụng. Mà trong phân khúc MPV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam, những mẫu xe lắp ráp cũng không có nhiều và em có thể kể tên cho anh em luôn, đó là chiếc Kia Carens, chiếc Toyota Veloz và chiếc Toyota Avanza. Đây là 3 mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam. Đối với mẫu xe Honda BRV, đối tượng khách hàng chủ yếu đó là những anh em mua xe sử dụng mục đích đi gia đình là chủ yếu vì Honda BRV được trang bị rất nhiều những tính năng an toàn. Hiện tại chính sách bán hàng giữa tháng 9 cũng đã có sự thay đổi đôi chút so với thời điểm đầu tháng. Và mời anh em cùng xem tiếp video, em sẽ cập nhật cụ thể cho từng phiên bản. Phiên bản đầu tiên em cập nhật chính sách bán hàng giữa tháng 9 này đó là chiếc BRV bản G. Em xin phép cập nhật cho anh em về thông số kỹ thuật của xe. Anh em nào thường xuyên theo dõi rồi thì anh em có thể bỏ qua phần này. Honda br có chiều dài là 4.490mm, chiều rộng là 1.780mm và chiều cao là 1.685mm. Trục cơ sở của xe là 2.700mm, khoảng sáng gầm là 20,7cm. Xe sử dụng động cơ 1.5 l kèm hộp số vô cấp CVT cho công suất cực đại là 119 mã lực tại vòng tua 6.600 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là khoảng 6,4 lít trên 100km theo điều kiện tiêu chuẩn xe sử dụng phanh trước đĩa sau tăng trống mâm xe hợp kim đúc 17 inch hệ thống hỗ trợ vận hành thì bao gồm có tay lái trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động van bướm ga điều chỉnh điện tử khởi động bằng nút bấm về ngoại thất cụm đèn trước dạng led bao gồm cụm đèn pha cốt và đèn daylight ban ngày có cảm biến tự động bật tắt và tự động tắt theo thời gian cụm đèn hậu dạng led gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện gập điện và tích hợp báo rẽ về nội thất cụm đồng hồ trung tâm 4,2 inch bên cạnh là màn hình giải trí đa phương tiện cảm ứng 7 inch có kết nối điện thoại thông minh. Xe trang bị ghế nỉ chỉnh cơ, hàng ghế thứ hai thì gập 60-40, hàng ghế thứ ba thì gập phẳng hoàn toàn. Vô lăng bọc da có tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh. Xe trang bị chìa Smart Key, tay nắm cửa có tích hợp cảm biến đóng mở cửa. Về hệ thống âm thanh, xe được trang bị 6 loa, cùng với đó là hai cổng sạc. Hệ thống điều hòa, xe trang bị điều hòa cơ có cửa gió điều hòa sau. Về hệ thống an toàn, sẽ được trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing bao gồm các tính năng như là phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu chạy làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, thông báo xe phía trước khởi hành và các tính năng an toàn cơ bản như là cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, chống bó cứng phanh, phân phối được phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc, xe trang bị camera lùi, có đèn cảnh báo phanh khẩn cấp và có auto lock, đó là tự động khóa cửa theo tốc độ và có tự động khóa cửa khi chìa khóa ra khỏi phòng cảm biến hệ thống túi khí xe trang bị túi khí người lái và ngồi kế bên có túi khí hàng ghế trước giá niêm yết của chiếc BRV bản G là 661 triệu chính sách bán hàng giữa tháng 9 của hai cơ sở bên em như sau cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm 45 triệu tiền mặt như vậy là đã co lại khuyến mại vài triệu giá bán cuối cùng cho anh em là 616 triệu cơ sở thành phố Hồ Chí Minh khuyến mại vẫn ổn định anh em vẫn đang được hỗ trợ giảm trực tiếp 35 triệu tiền mặt giá bán chỉ còn 626 triệu. Với giá bán này, giá xe ra biển số làm bánh và số tiền trả góp thấp nhất em cũng đã tính cụ thể cho anh em như sau. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội ra biển số sẽ là 717 triệu, cần trả trước 194 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì ra biển số sẽ là 698 triệu, cần trả trước 174 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 685 triệu và cần trả trước 161 triệu biển thành phố Hồ Chí Minh thì giá biển số sẽ là 714 triệu và cần trả trước 182 triệu và các tỉnh miền Nam dựa vào giá bán tại cơ sở Hồ Chí Minh thì giá biển số sẽ là 695 triệu và cần trả trước 163 triệu với số tiền trả trước thấp nhất như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là khoảng 523 triệu trong thời gian vay 8 năm gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,5 triệu tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần và phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc BRV bản L. Phiên bản này có những option vượt trội hơn so với bản G như sau. So. Bản L có trang bị lấy chuyển số tích hợp trên vô lăng, có thêm đèn sương mù dạng LED, tay nắm cửa được mạ chrome, xe được trang bị đặt ghế da, xe có đề nổ từ xa, hệ thống điều hòa thì xe được trang bị điều hòa tự động. Cùng với hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing thì có thêm tính năng đó là camera quan sát làn đường hay anh em hay gọi là camera cặp lẻ và túi khí thì có thêm túi khí rèm hai bên nữa giá niêm yết của nhà máy là 705 triệu tại thời điểm giữa tháng 9 chính sách bán hàng của hai cơ sở bên em như sau so. cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm 50 triệu tiền mặt như vậy là cũng biến mại ít hơn so với đầu tháng giá bán cuối cùng cho anh em là 660 triệu cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn ổn định hỗ trợ giảm 35 triệu tiền mặt cho anh em giá bán là 670 triệu với giá bán nguyên xe này giá sẽ ra biển số la bánh tại các địa phương em cũng đã tính cụ thể cho anh em như sau so anh em ở Hà Nội sẽ là 767 triệu và cần trả trước 206 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì ra biển số sẽ là 747 triệu, cần trả trước 186 triệu. Các tỉnh 10% thì ra biển số sẽ là 733 triệu, cần trả trước 172 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 763 triệu và cần trả trước 193 triệu. Và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 743 triệu và cần trả trước 174 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng số tiền vay tối đa là 561 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9,2 triệu tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần anh em lưu ý giá xe ra biển số lan bánh của hai phiên bản BRV em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể xem trên màn hình trong trường hợp anh em mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí nữa đó là bảo hiểm thân vỏ và dịch vụ đăng ký xe chọn gói hai khoản này thì anh em mua trả thẳng không bắt buộc tùy vào nhu cầu của anh em và anh em nào quan tâm xem là hai khoản này hết bao nhiêu tiền thì anh em cứ liên hệ với nhân viên bên em để bên em cập nhật cho anh em chi tiết từng khoản một về nguồn cung hàng hóa của hai phiên bản BRV hiện tại bên em có những màu cơ bản giao luôn cho anh em còn cụ thể anh em quan tâm đến phiên bản nào màu gì xem video gắm tại điểm nào thì liên hệ với nhân viên bên em để bên em cập nhật chính xác cho anh em tại điểm đó cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em